Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ sở giáo dục, trường học, nhà trẻ cần bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như theo dõi chặt chẽ sức khỏe trẻ em, học sinh, phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý, hướng dẫn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch và phối hợp truyền thông, tuyên truyền vận động các gia đình, phụ huynh, học sinh đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố huy động các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tụ trường, phối hợp với Sở Y tế tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương.